Trở lại với câu chuyện của Thu, đang tính toán xem nên vào quỹ mở nào thì Thu gặp Dũng, một người bạn lâu năm làm tài chính. Cô chia sẻ về ý định của mình. Dũng ngồi nghe một lúc rồi đưa ra gợi ý. Sao không thử quỹ đóng, lãi cao hơn đấy? Thu vân vân, quỹ đóng là gì nhỉ? Đúng là có quỹ mở thì phải có quỹ đóng chứ. Nhưng khác nhau ở chỗ nào? Dũng giải thích, quỹ đóng giới hạn số người tham gia. Chính vì thế để tham gia quỹ đóng, nhà đầu tư sẽ phải chủ động mua bán trao đổi trên thị trường thứ cấp, tức là tìm người mua và người bán. Quỹ đóng chỉ hoạt động trong khoảng thời gian nhất định, thường là sẽ từ khoảng từ 5 cho đến 10 năm. Chứng chỉ quỹ đóng sẽ không giao dịch như chứng chỉ quỹ của quỹ mở, mà giá sẽ được quyết định như một cổ phiếu trên thị trường, có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với số tài sản mà quỹ đang sở hữu. Lãi suất của quỹ đóng có thể cao hơn quỹ mở vì đầu tư vào nhiều sản phẩm tài chính mang lại lợi nhuận tốt hơn. Nghe hấp dẫn đấy, nhưng chả lẽ không có điểm yếu nào sao? Thu hỏi. Rõ ràng lợi suất cao hơn thì nguy cơ cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Quỹ đóng thường có số tài sản chênh lệch rất nhiều so với quỹ mở. Dũng đáp. Thu suy nghĩ một lúc. Lãi cao thì cũng thích đấy, nhưng lúc cần tiền thì phải có tính thanh khoản cao, và chi phí quản lý cao thì cũng bất tiện lắm. Quỹ mở chẳng lo những việc đó. Thế là vẫn chọn quỹ mở thôi. Nhưng chọn xong lại nảy sinh ra một câu hỏi. Biết chọn quỹ mở nào đây? Còn nhiều thông tin liên quan đến quỹ mở đang chờ đón. Hãy theo dõi thường xuyên Facebook page Quỹ mở VND để cập nhật thêm thông tin về các quỹ mở.